Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From The Fog. Ở tập trước thì mình đã kiểu như nâng cấp thêm cái hàng rào nhưng mà có vẻ nó không an toàn lắm. Thành thứ ra là mình đã sửa lại rồi các bạn. Thay vì là dùng thủy tinh có thể nhìn xuyên qua thì mình sẽ dùng bằng đá cuội cho chắc cú ha. Mặc dù bây giờ nhìn nó như cái nhà tù vậy đó nhưng mà thôi kệ, nhà tù mà mình an toàn trong màn đêm là được rồi. Ngoài ra thì ở phía trên mình cũng đã lắp thêm một cái cửa sập để ví dụ tối á, mình có thể lên trên để quan sát. Nhưng mà đó là trường hợp hiếm hoi thôi. Còn đa số là mình sẽ núp bên trong này cho nó chắc cú ha. À mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, lắp food và gamepad á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì để mình tiến hành nâng cấp đồ cái các bạn ơi. Đầu tiên là mình sẽ nâng cấp ba lô trước đi. Bởi vì ba lô mình có thể gắn thêm một cái bàn chế tạo bằng cách là dùng cái upgrade này. Đó. Chế tạo rất là đơn giản ha. Nhét vô đây. Đó, vậy là bây giờ mình đã có thể chế tạo ngay bên đây luôn rồi. Rất là tiện lợi luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ đi enchant nha. Tại vì mình mới có một cái cây. Ủa? Ủa nhưng mình chưa chế tạo các bạn ơi. hơi lắc xíu. Mình sẽ làm một ít cái handle trước ha. Công thức nó là như vậy. Ok, và giờ thì mình sẽ làm lần lượt là một cây rapier bằng kim cương. Cái này thì hôm qua sức mạnh chúng ta đã test rồi, nó khá là mạnh luôn và đánh cũng rất là nhanh nữa. Kèm theo đó là một cái cây cung bằng kim cương luôn ha. Tại vì mình đang bị thiếu vũ khí tấn công tầm xa các bạn ơi. Nên là mình đầu tư hẳn một cái cây cung kim cương đi, dùng cho nó tốt. Ok, đây là hai thứ mà mình cần chế tạo. Rồi, việc của mình bây giờ là lên trên này để chúng ta enchant lên. Mình sẽ ưu tiên enchant cây cung trước để chúng ta tìm cái dòng vô hạn ha. Để coi có hay không đây. Hồi hộp quá. Yêu. Nhưng mà có vẻ là mình không đủ may mắn để có được cái dòng vô hạn rồi các bạn ơi. Vậy là bắt buộc phải chế tạo thêm mũi tên thì mới có thể dùng được á. Căng nha. Rồi thử với cây rapier coi. Để xem nó có dòng gì tốt tốt hay không ha. Sắc bén. Nói chung thì cũng được được. Mình sẽ cố gắng nâng cho nó lên sắc bén tầm cấp độ 3 các bạn. Ở này thì còn có gây cháy nữa nè. Ok đấy chứ. Rồi, ủa cấp 3 luôn rồi. Gắng thiếu xíu nữa lên cấp 4 được không? Ui không đủ. Ok, vậy cơ bản thì hai vũ khí mới mình chế tạo á cũng đã được nâng cấp xong rồi. Giờ thì mình có thể tự tin mà dùng rồi đó. Ồ trời sắp tối hay ta. Mình có nên đi liền không nhờ? Tại vì bữa nay mình sẽ không bên thế giới thường các bạn. Dự tính là chúng ta sẽ qua địa ngục một chuyến á. Nhưng mà có cái điểm gì vậy? Oh my gosh. Mình cảm thấy có một cái thứ gì đó đang chasing, kiểu như là nó truy đuổi mình hả? Đúng không? What? Mình ở trong nhà mà ai truy đuổi mình? Thôi sợ quá, ngủ đi. À một khoan. Mình là kiểu như dân chơi thứ dữ mà. Ai truy đuổi mình? Bước qua đây. Này mới nâng cấp vũ khí luôn. Trời. Đừng nói con xương nữa nha. Không, con đó thì mình không sợ lắm các bạn. Ôi, con nào truy đuổi mình ta? Ôi, tự nhiên nó hiện lên cái thông báo này mình cũng ghê ghê nha. Ê, nhưng mà để mình coi coi mình còn mũi tên không các bạn. Eo, mình còn có hai mũi tên nè các bạn ơi. Cắn rồi. Ai xa, lông gà thì mình không có nhiều. Thôi chắc đi ngủ luôn đi. Sáng dậy thì mình sẽ ra ngoài mình săn vài con xương để chúng ta kiếm thêm mũi tên ha. Chứ ít mũi tên như vậy thì đánh đấm gì. Trước nhà có cái con này nó để đợi mình nè. Con John. Nhìn nó khá là ghê luôn. Ôi nhưng mà xương hình như nó biến mất hết rồi. Hình như vậy các bạn. Yêu. Coi như là bữa nay chế tạo cây cung kim cương là chắc cũng không dùng được nhiều lắm á các bạn ơi. Ở đây có mấy con chó sói. What. Ô, mình có thể săn mấy con này khá là ổn rồi các bạn. Lượm thịt của nó. Đây đó. Ui con này sói đầu đàn hay gì. Con trăm máu lận các bạn ơi. Ghê vậy. What the heck. Ui mình bị nó cắn trúng rồi. Ui đúng rồi, nó là sói đầu đàn. Hèn gì nó rơi ra cả đống đồ luôn cơ. Ồ được đấy. Còn con xương nào gần đây không? Mình đi săn con xương thôi. Hình như gần đây không còn con xương nào luôn rồi. Buồn thì chứ. Tính qua địa ngục mà không ít mũi tên quá là cũng hơi căng đó nha. Ủa mà đây là cái gì đây? Tính ra nó kế nhà mình bữa giờ mà mình chưa có dịp qua đây khám phá luôn á. Đây là công trình ghê rợn các bạn ơi. Nó có khói vàng. Khói thạch ánh tím nữa nè. Có rương luôn. Yêu, rương là toàn mấy cái đầu lâu xương sọ các bạn ơi. Chắc mình cũng sẽ đi săn gà một tí đi.
Thì chúng ta kiếm thêm mớ lông gà ha, rồi mang về chế tạo mũi tên các bạn chứ. Thì sợ luôn, có hai mũi tên mà đi qua địa ngục thì không có bắn được bao nhiêu hết á. Ui, mình phát hiện ở đây có cái gì này các bạn ơi. Ồ, đây là Lặn và Sushi. Các bạn nghe cái tên này có quen không? Lúc trước á, Lộc có từng giới thiệu từ game này á. Đây là một game săn cá và kinh doanh nhà hàng sushi cực kỳ bánh cuốn luôn. Và sau khi trải nghiệm game cỡ 3 tháng thì Lộc đã sắp thành Aquaman mất tiêu rồi các bạn. Gần đây thì game còn update thêm nhiều loại cá hiếm và nhiều boss cực khó luôn á nha. Hình như là bữa giờ chưa có ai thắng nổi con boss này luôn á. Còn đây là cửa hàng của Lộc sau một khoảng thời gian cày cuốc nè. Quá trời khách luôn các bạn à. Để coi coi hôm nay khách ăn món gì đây. Ui, cá chích Phú Quốc hảo hạng. Trời, đây là loài cá cực kỳ hiếm luôn các bạn ơi. Nhưng mà phải đi săn để làm món cho khách rồi. Nhưng mà trước tiên mình cần phải nâng cấp cái đồ lặn ấy ha. Sau đó mình mới nhảy xuống biển và bắt đầu khám phá hang động bí ẩn ở dưới đáy biển. Ở đây thì có rất là nhiều loài cá, loài hải sản khác nhau và... Ok. Ui, sao con bạch tuộc nó bự vậy? Ui, chuồn chỗ khác các bạn ơi. Không ổn rồi. À, mà các bạn nào mới chơi á thì nhớ là cường hóa lao móc nha. Rồi thỉnh thoảng mình cũng có thể nhận thêm vũ khí, từ đó nâng cấp sức mạnh và còn đối đầu với những con cá hung dữ nữa. Và coi nè, mới nói mình phải thực sự là khéo léo, đòi hỏi kỹ năng cao nha, để tránh né những cái phát cắn của nó. Chứ không thôi là xác định luôn á, nó truy đuổi cực kỳ gắt luôn đó nha. Mình mà không nâng cấp vũ khí, nâng cấp thêm kỹ năng á là hơi bị mệt rồi đó. Lối chơi của Lặn và Sushi thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà muốn hạ được con boss để có được cá hiếm mang về tiệm sushi là không hề dễ đâu á nha. Mình thách bạn nào mà hạ được con boss này và sau đó comment cho mình biết nha, chứ mình là bữa giờ mình gặp nó mà không có hạ được luôn á các bạn ơi. Và link tải game á Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video. Và các bạn nhớ đánh giá 5 sao cũng như là ghé qua cửa hàng sushi của Lộc để ủng hộ nha. A few moments later. Sẵn tiện mình ghé ngang hướng nè. Ủa? Cái con Sirenet nó vẫn còn ở đây các bạn ơi. Ê được nha, bữa nay mình sẽ chơi liều các bạn. Mình sẽ solo giáp lá cà với con Sirenet luôn, để xem mình có thật sự đối đầu được với cái con khổng lồ đó hay không á. Và nghe đồn của nó cũng mạnh lắm các bạn ạ, chứ không phải dạng yếu đâu. Ôi, nhưng mà sao Herobrine chặn đường mình vậy? Ủa, hắn tính cản đường mình hay gì ta? Hắn tính cản bước Lộc Gia Minh hay gì á? Không được, Herobrine không cản bước được Lộc Gia Minh đâu. Ok, mình sẽ kệ tên Herobrine các bạn. Hắn chỉ dọa mình thôi, mình nghĩ vậy. Ê. Nhưng mà những con kia thì nó không có dọa mình đâu nha. Kìa, tính thằng ơi nó... Mấy con này nó nhanh lắm. Nữa rồi, lần nào qua đây cũng bị mấy con này nó giết. Cay thật. Thôi, mình đi đường vòng đi các bạn. Còn tên Herobrine thì kệ hắn. Mình bơ hắn đẹp luôn á. Mà để ý nha, cẩn thận gần đây có cái con Man the Fox gì á. Cái con hôm qua mà nó dí mình đó các bạn, chạy muốn tuột quần luôn. Mình sợ nhất là con đó đó. Ok, mình đang lại gần con Sirenet. Và có vẻ là con này nó không có dí mình. Con này là boss nhưng mà nó khá lạ các bạn ơi. Ok. What? Ok. Ê, cái gì á? Đôi cái gì mà phát sáng thế ghê á? Ê, mình đứng cạnh con Sirenhead luôn nè. Ui, con này Sirenhead phát rồi. Chứ sao Sirenhead mà chả gây sợ thế nào vậy? Ui, Sirenhead đã bị góc lắc các bạn ơi. Mình có thể đánh nó rất là dễ dàng luôn. Ôi nè. Ôi, Lộc lại xài chích lõ rồi. Ủa, cái gì xét đánh vậy? Ê, xét đánh nó giống như là sắp có biến lắm các bạn ơi. Tại thường cái con mà Man the Fox gì á, cái con đó cũng hay xuất hiện khi mà trời xét đánh như lắm nha. Mình vừa đánh Sirenhead mình phải vừa để ý xung quanh mới được. Ok, mình sắp hạ được Sirenhead rồi các bạn. Cực kỳ dễ luôn. Ui. Ngon. Và nó được rơi ra cái gì nè? Nó rơi ra Sirenhead hết. Cái đầu của Sirenhead các bạn ơi. Mình có thể đổi vô được không? Ủa, mình không đổi được. What the heck? Ủa, vậy cái này dùng để làm gì ta? What? Kỳ vậy? Mình không đổi được. Mà hồi thế ghê. Nhưng mà mình có thể đặt nó xuống. Ui dồi, cái đầu Sirenhead nè. Yêu thấy ghê. Thu gom lại.
Ok. Vậy là cánh rừng này trở nên yên bình rồi các bạn. Mình đã hạ được con siren thét rồi. Hôm qua nó cùng dí nhưng mà hôm nay mình trở lại mình chả thấy nó dí mình luôn á. Lạ nhờ. Thôi kệ đi, mình đi săn á. Có thể. Ôi cặp mắt gì vậy các bạn ơi? Tự nhiên mình gặp cái cặp mắt gì á. Có thể. Ê nữa kìa. Đây là tên Herobrine. Hắn vẫn còn ở đây. Ôi kệ. Bây giờ mình tập trung săn gà nè. Nãy giờ mình không thấy nhóc gà nào gần đây để mình săn hết. Yêu. Kỹ ta. Đây rồi, đây rồi. Cái gì? Ê, gà bi lời nguyền Herobrine các bạn ơi. Mất tiêu. Ok. Trời. Thánh thần thiên địa hội ơi. Ây da. Trời. Gà siêu tốc. Mèn đét ơi. Cẩn thận mới được. Các bạn có thấy con gà nó nhanh không? Mình đánh thôi điểm không trúng luôn á. Ở đây còn... Ui cái gì đấy? Con gì mới ngẫm vậy? 1, 2, 3, 4. Ok, mình sẽ chờ lại một cặp gà ha. Để có gì. Ví dụ mình còn nữa thì chắc mình sẽ qua đây mình nhân giống lên các bạn. Còn giờ thì mình cứ săn đi. Không sao đâu. Được bao nhiêu rồi? 10. Ok. Tương đối nhiều nha. Rồi. Qua đây một tí nữa coi coi còn... Ủa còn thêm một đàn gà nữa nè. Trúng mánh luôn các bạn ơi. Nhưng mà rơi ra hơi ít lông nha. Ok, sao toàn là thịt cũng vậy? Cho tôi lông gà đi, tôi cần lông gà. Billy. Và trời bây giờ cũng quen mê tạnh rồi các bạn. Nhưng mà cũng sắp chiều mất tiêu rồi. Là nãy giờ mình đi săn gà hết một ngày rồi đó. Mà mới săn được có 11 cọng lông mà. Quá là thất bại luôn. Mà thôi, có còn đỡ hơn không các bạn à. Mình nghĩ là mình có thể trở về để chế tạo mũi tên được rồi đó. Công thức của nó sẽ cần que với cả là đá lửa nè. Rồi, mở ba lô ra và chế tạo trong này luôn ha. Đặt vô như vậy. Ok, mình sẽ làm được tổng cộng là 40 mấy mũi. Tương đối nhiều các bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta có thể bắn cung được rồi. Hộp quẹt thì mình có sẵn ở đây. Thế nên là bây giờ mình chỉ cần lấy thêm hắc diệm thạch ra là chúng ta có thể xây cánh cổng địa ngục được luôn rồi ha. Nhân tiện gần nhà mình có cái tàn tích cổng địa ngục, mình sẽ xây bù vô đây luôn. Mình sẽ xây cho nó qua đây một tí. Đó, nó sẽ kiểu như vậy. Rồi kéo lên trên. Ui, con nào mới bắn mình vậy? À, ôi. Cái tên Vivili đã trở lại rồi. Kệ hắn. Lo xây trước các bạn ơi. Lại đây. Người lại đây. Ủa, cái cung mình bắn một lần 11 đam hắn các bạn ơi. Lại đây cú. Come on. Vô, solo cùng bolero. Này mình quýnh hắn luôn. Ui, hắn bị bất động các bạn ơi. Ui. Ôi bữa nay bị sao á, mấy cái con quái nó bị bất động hết rồi. Ừ. Lộc chích lỏ. Mình trả thù được cái tên Vivili rồi các bạn ơi. Yeah, đã cái nương gì đâu á. Ôi sao nay lạ nhờ. Mấy cái sinh vật á, cứ bị đơ đơ á. Là mình vô tình hạ được hắn luôn. Rồi còn con này nữa. Trả giá đi. Bắn cái gì? Ôi dạ, nó đi đâu rồi? À, nó qua đây các bạn. Mình sẽ bắn nó. Đúng không? Mình không có thấy đường gì trơn á. Bắn chật lất không à. Trời, nó tự ngẫm luôn rồi. Cây thiệt sự, nó bắn mũi tên mù các bạn ơi. Ok, cũng lượm được ít mũi tên nè. Để mình thử qua địa ngục coi. Mấy con quái bệnh nó có bị đơ đơ giống vậy không? Nếu mà đơ đơ vậy là ngon luôn á. À, điểm đi. Ủa, cái gì vậy? À, nó bị dướng cục này. Rồi, giờ thì ngon lành rồi nha. Đi luôn cho nóng các bạn ơi. Để coi mình xuất hiện ở đâu đây. Mình xuất hiện ở cánh rừng đỏ thẳm. Cũng ổn. Ở đây có đá phát sáng thì mình sẽ lại và lấy một ít trước đi ha. Để dành. Gần đây thì không biết là có bastion hay là kiểu pháo đài địa ngục hay không á. Ui, nhưng mà không biết bên địa ngục này có những cái sinh vật nguy hiểm không ta. Ê, đó. Trời, mới nói. Gặp cái con bọ lửa, nó cắn một cái bị cháy liền. Và cũng như là những cái bù nhìn này. Ê, chưa, mình mới thấy con gì ở bên kia. Cái gì vậy? What? Con heo nhưng mà trong cái hình hài gì lạ vậy? Yêu. Ghê lắm các bạn ơi.
What? Bên này cũng có những sinh vật kỳ dị nha. Hell no. Ê! Ê, ê, cái bức tượng này. Bức tượng này. What? Ai! Rồi, 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 đừng, đừng để cái bức tượng đó mà kiểu lại gần mình quá nha, không thôi là nó dịch chuyển mình đi tầm bậy tầm bạ đó. Là hết đường về luôn á các bạn ơi. Không có đồ ở đâu. Ủa bên kia còn có con gì nữa cơ. Mì đất ơi. Lắc game luôn rồi. Các bạn coi mình gặm cổ bánh mì nè. Nó dài nhách luôn, không có đứt luôn. Xong luôn. 5 minutes later. Rồi. Sau khi mình nhai cổ bánh mì đâu chắc cỡ 5 phút á thì nó cũng nhai xong. Ủa sao bên này lại có cái lớp sương mù ta? What the heck? Ê sợ nha. Rồi kệ, mình là dân chơi hay liều mà. Cứ đi thôi các bạn. Ơi. Chưa liều nhưng mà gặp thứ dữ là cũng cũng ghê ghê nha, cái gì ấy? Ê không có thấy đường. No no no. Ê, con gì ấy? Ê, ôi cái mỏ đâu kìa. Ôi lắc em rồi, lắc em rồi. Ê, sao mình không đánh nó được? Ê, đâu rồi? Thôi game mình bị lắc hoài à các bạn ơi. Ui sợ quá, mình phải đi ra khỏi lớp sương mù này thôi. Lê 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 lê. Ok chỗ này đỡ đỡ rồi. Ui đúng sợ cái con kia luôn á. Cái ghê. Kìa bức tượng kìa. Ui nó dịch chuyển rồi. À nó dịch chuyển qua đây các bạn à. À cái bức tượng này láo thật. Dịch chuyển theo ta. Đập bể cái bức tượng này liền các bạn. Không thôi là nó dẫn mình đi tầm bậy đó. Nguy hiểm cực kỳ luôn nha. Ồ. Ồ. Ê. Chưa. Con quái thứ dữ. À con xương đen baby. Ê. Gì đây? Ây vô. Tí nữa là bị cái bức tượng này hóa đá. Ủa lộn. Dẫn đi thế giới khác rồi. Ôi bên đây cực kỳ nhiều những cái bức tượng vậy luôn nha. Ở trước mặt mình đang là một cái bách sần. Và một cái pháo đài luôn. Wow. Được vậy. Mình sẽ mò từ từ qua bên bển các bạn ơi. Chắc là mình phải lấy thêm mấy cái netherrack này để chúng ta có thể có block và trèo qua bên kia ha. Và bây giờ mình sẽ đi vô trong và lục tìm cái đường đôi ha. Ồ chắc là trên kia các bạn ơi. Mình thấy có Bitlin thông báo canh giữ kìa. Quan bển luôn. Ú ở đây có vàng nữa à. Đợi mình xíu. Tí ghé lấy sao các bạn. Và nãy giờ thì từ khi qua đây thì mình hết bị mấy cái bức tượng đuổi theo à. Vậy là một cái tín hiệu tốt đó các bạn. Ui sao một tên bị té. Ngon. Vậy thì lấy cái rương nó dễ hơn rồi đó. Làm gì tính nóng vậy mấy fan. Phải dùng thế các bạn ơi. Không thôi là chơi không lại mấy tên này đâu. Đây ở đây có rương nè. Wow có khói vàng luôn. Ủa trời ơi quê sệ. Trong này có mảnh vỡ cổ đại luôn. Nice. Thêm mũi tên để dành cho mình bắn nè. Bên này tiếp tục là mảnh vỡ cổ đại. Trời đất ơi. Quá đã luôn. Còn thêm rương không? À, mình sẽ thử qua bên trái một tí ha. Cũng có Bitlin thông bạo đang canh giữ nè. À rương đôi. Ngon lạnh cạnh mẹ. Tiếp tục đánh bại mấy tên này và lấy rương thôi các bạn ơi. Để xem. Ồ một cái xẻng kim cương. Đúng dụng cụ mà mình chưa có luôn nè. Quá đã. Thêm thức ăn. Vậy là gom nãy giờ mình đã đủ để làm được một phôi netherite luôn rồi đó các bạn. Wow. Công nhận nhanh thật sự. Ấy mà chưa, mình phải nấu mảnh vỡ cổ đại ra mới được chứ. Ừ cái đó để tí về mình chế tạo sao. Giờ thì mình sẽ đi mò tèn tèn xuống dưới. Ôi ở đây có một cái linh hồn kiểu như đang bị khóc nè các bạn. Tội nghiệp chứ. Ăn táo không? Ôi không ăn luôn à. Ê bắn cái gì? Bắn. Người ta đang tâm sự mỏng mà bắn cái gì. Lấy thêm hai khối vàng này cho nóng nào. Ê chưa. Ủa nhưng mà các bạn. Ủa sao tự nhiên mình lại có cái thanh oxy là sao ta. What the hell. Hình như mình đánh Bitlin nó cũng rơi ra vụn netherite nè. Wow cái này mới biết nha. What. Ủa cái gì vậy. Ủa tự nhiên sao bên địa ngục mà mình bị nghẹt thở là sao. Cái quần đùi gì vậy. Ủa thế giới From the Fog này có nhiều thứ khó hiểu lắm các bạn à. Rồi, mình đã tới chỗ trung tâm và ở đây thì
Ở dưới có vẻ là cũng có rương nha. Wow, cái bách sạch này bự lắm. Ồ, mình sẽ farm bích lên thông báo. Ok. Và có rơi ra vụn không? Không có vụn. Ê, mình để ý là mình đánh mấy tên bích lên thông báo là mình sẽ bị hiện cái oxy lên á. Ờ, khó hiểu ha. Chắc đó là một cái lời nguyền gì đó rồi. Nhưng mà không sao, miễn cho vụn netherite là mình cam chịu luôn. Ok. Ui giời, mình lại bị mù lò nữa kìa, thấy không? Lâu lâu mình cứ bị dính mấy hiệu ứng bất lợi không à. Thì ta, chắc là bên địa ngục này bị lời nguyền rồi. Trời ơi, mình đánh một con bitlin thôi mà suýt nữa ngõm. Khó chịu thiệt chứ. Ok. Và cái rương ở phía dưới đang rất là gần mình rồi. Chắc mình xuống dưới mình lấy luôn các bạn. Lẹ lẹ nào, kẻo là không có cơ hội. Ô ô, có bitlin canh giữ luôn nha. Khô máu luôn. Ui ai ai ai, trời. Tí nữa là đi bán mắm bán muối rồi. Ăn trái táo đi. Ui, cái đồ ra gì? Biến đi. Rồi, lấy khói vàng lẹ. Yeah, dạo to, dạo to. Ôi ôi, trời trời, ở dưới nước, ở dưới dung nham có bức tượng nè. Thánh thần à, trốn kỹ vậy. Ồ, bụng netherite. Sách, ủa, áo giáp kim cương. Sách enchant cái thứ. Yeah, xong rồi đó các bạn. Tính ra khám phá cái bách sành này cũng giàu phết đó chứ. Đã thiệt. Thôi thôi thôi, được rồi. Chắc mình nghĩ là chúng ta nên qua cái công trình tiếp theo để khám phá thôi. Đó chính là... Ê, ê, chơi từ 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 từ. Ui nó đúng không các bạn? Cái con mà hôm bữa nó ở dưới hang. Ui chính nó, ai? Henry tay to. À, ui con này nó to lắm. Ôi, mình thì không đánh được nó. À đây đây đây, đánh ngay cái chân thì được. Ui da, ấy da. Ui, hướng này còn con nữa. No, no, nó dồn mình vô đường cùng rồi. Ui, ui, ui. Ủa mình còn sống không? Hay là mình bị đem bị lắc vậy? Ôi mình còn sống. Mình còn sống thiệt. Ui ở đây nó có cái lớp sương mù khó chịu quá, mình không có thấy đường gì hết các bạn ơi. Ai xa. Anh thần ơi, cái con Irritator kia nó đã suýt nữa đoạt mạng mình rồi. Oh my gosh. Ôi, mình dùng cái khiên mình đỡ bằng toàn bộ sức lực của mình luôn á các bạn thì mới sống sót được. Yêu, kinh thiệt sự luôn á. Nó 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 nó, cái bức tượng này nó định nguyền rủa mình hay sao, đi theo mình hoài. Đang bị sợ mà còn gặp nó nữa. Ok, và mình đang dần áp sát cái pháo đại địa ngục ha. Cái này khá là to các bạn ơi. Con này nó bắn hoài luôn á thiệt. Con này nó lị thôi, một cái rồi. Thêm một cái nữa. Ê, 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 thích khách, thích khách. Chơi mà chơi đánh lén. Đây rồi, cuối cùng cũng gặp được một cái rương và... Ú, nó cho mình tới tận hai vũ khí. Đinh ba luôn các bạn ơi. À không, một cây đinh ba với một cây rìu chiến đấu. Búa chiến đấu gì đó. Wow. Mà thử coi. Ủa cái này sao giống cây cúp vậy? À, nhưng mà nó phiên bản cực kỳ dài luôn các bạn ơi. Còn cái cây này là cây đinh ba. Trông khá là xịn nhưng mà nó không có ném được ha. Eo. Nếu vậy thì cây rapier của mình nó vẫn là một cái gì đó tốt hơn ha. Không có đổi vũ khí đâu. Ồ trên này còn cái rương nữa nè. Đồ vàng các thứ. Ồ đây rồi đây rồi. Hướng vô chỗ trung tâm. Sẵn nghía nghía dưới coi coi có thêm rương không. Tính ra ở đây cũng không nhiều rương lắm các bạn à. Nãy giờ đi mới gặp có một hai cái thôi. Trong này thì có vẻ là nhiều rương hơn nè. Đấy. Ngon hơn được xíu. Ui, ui. Nhưng mà cũng nguy hiểm hơn nữa nha. Ui có kim cương nữa. Được ấy chứ. Trong này thì à giáp ngựa kim cương. Thêm một cái dao gì chà bá lửa luôn cả. Cũng ok. À trên này còn rương. Ô xong rồi. Cơ bản thôi các bạn. Ờ có búa địa ngục nữa. Còn phía bên dưới của cái pháo đài địa ngục này thì nó cũng có tầng hầm như bao cái pháo đài xịn khác ha. Và coi coi mình có thể tìm được những cái gì giá trị ở dưới này hay không.
Một cái nón gì vậy? What? Hình như là nó sẽ giảm cái thời gian ăn uống của mình các bạn à. Khá ngon. Thêm một ít cái đồ vàng khác. Thêm một viên kim cương đó nè. Mặc dù hơi lắc các bạn nhưng mà ok. Nó cho đồ ổn thì cũng được đi. Chỗ này là cái rừng cuối cùng và nó sẽ cho mình gì đây? Ồ, thêm một viên kim cương nữa. Bên này, bên này vẫn còn kim cương. Rỉa rỉa ngồi cũng nhiều kim cương phết các bạn à. Đây là như cái rừng thấp nhất. Có kim cương đó nè. Không ngờ luôn á. Ôi trời ơi. Ở dưới có bơm à. Mình không để ý nữa. Rồi, các bạn cũng được như đó ha. Chắc là hết rồi đó các bạn. Nãy giờ mình đi vòng vòng cũng chả có thêm cái gì đâu. Chắc là bây giờ mình sẽ dành một phần thời gian còn lại để chúng ta đi khám phá bên Nether này. Coi coi còn gặp thêm sinh vật kỳ bí nào hay không á. Nhưng mà quan trọng là mình có đủ kiểu như khả năng chống chịu lại nói không thôi. Chưa, từ từ. Lại thêm hai viên kim cương free nữa. Trời đất ơi, pháo đài này đúng nhiều kim cương luôn các bạn à. Chắc là bù đắp thiệt hại tinh thần của mình hay sao ta. Mình thấy ở đây nó có một cái công trình rất là lạ luôn. Thế nên là mình bắt buộc phải qua coi thử các bạn à. Ủa, công trình này có tầng hầm luôn hay sao vậy? Mình không có thấy cổng nên là thôi, mình đi đường này đỡ đi ha. Nó hơi kỳ một xíu nhưng mà... Cái gì đây? Ủa, nó bị lắc nữa các bạn ơi. Mình không hiểu sao mình qua địa ngục nó cực kỳ lắc luôn á. Không biết mình có dính lời nguyện lắc hay không nữa. Đây. Rồi, có vẻ là giờ đã vô trong được rồi đó. Ủa, đây là cái gì vậy? What the heck? Cái đường ống này sẽ dẫn mình đi đâu đây? What? Ê, đường đó có con gì trên đó. Nó dọ mình nha. Ủa? Ủa, đây là đường ra mà. Ở công trình này nó bị sao các bạn ơi? Nó chả có gì hết. Ui, lại có một cái lớp sương mù. Hình như hướng bên này mới đúng hay sao nè. Ơi, lắc. Ở phía bên trong này. What? Ui, trong này có sinh vật thiệt các bạn ơi. Ui, hình như đây là một cái tiệm bánh thì phải. Ở đây có một cái pizza hay gì nè. Ôi, Freddy Fazbear. Ủa, đây là tiệm bánh của những con gấu bông hay sao á. Ui, ở trong kia có bb đang ăn mấy cái kẹo hay là cái gì kìa. Còn đây là cái đường ra hả? Ui, hồi nãy giờ mình không thấy cái đường vô nhưng mà lại có đường ra nha. Đường ra toàn là đường ống không à các bạn ơi. Ui, sao nhìn mấy người này thấy ghê quá ta. What the heck? Foxy the Pirate. Cướp biển gì nữa. Ê, nó quay mặt của mình. Ê, hoạt động nha. Ôi, sao mình thấy mấy sinh vật này thấy ghê quá các bạn ơi. Ôi, mình bị hoạt động rồi. Ui, lắc quá. Cực kỳ lắc luôn. No, mình chỉ đỡ khiêng thôi. Để cho ngọn lửa thiêu đốt những cái tên cướp biển này các bạn ơi. Ok. Miệng đét. Ở sao mình thấy cái hàm răng của bọn chúng là mình nghi rồi. Không biết hơn. Từ từ mình phải tìm cách fix cái lỗi lắc này mới được. Quá trời lắc rồi. Trải nghiệm nó không có mượt cho lắm các bạn ơi. Ui, không xong rồi. Hình như mình đã vô một cái công trình nó kinh dị cực kỳ luôn á. Không đi hướng này nữa. Mình sẽ thử đi hướng khác coi. Có hai đường ống lẫn. Ê. Ủa, dẫn mình đâu vậy? Tới một hướng khác. Ê, cái chân có một con gà. Ê, mình có thể thấy nó nè. Ôi, con gà này nhìn thấy ghê nữa nha. Mình có nên đánh nó không các bạn? Ôi, sao mình ghi là nó chuẩn bị tấn công mình đó. Ôi, chuẩn rồi, nó chuẩn bị tấn công mình nè. Ôi, cặp mắt của nó kìa. Yêu. Mình phải đánh nó thôi. Đánh trong tình trạng giật lắc luôn. Cay thiệt chứ. Bên kia cũng còn rất là nhiều con kinh dị giống như vậy nữa nè. Hình như đây là cái gian bếp các bạn ơi.
chắc mình vô đây cái mình reset game lại coi coi nó đỡ lag hơn hay không á. Nó lag lắm luôn á. Ok mình vô lại rồi. Ui vẫn lag nha. Hình như là địa ngục ở trong cái map của mình nó bị lỗi rồi. Cực kỳ lag luôn. Không có không có chơi được luôn á. Mình sẽ đi một vòng. Ê. Ui các bạn ơi, các bạn có biết đây là những cái sinh vật gì không? Hãy cho mình biết ở dưới phòng bình luận nha. Chứ mình là thấy cực kỳ ghê luôn á. Yêu. Trời đất ơi. Nè nếu mình đi nhanh cái, tại vì mình đang bị lag các bạn. Bọn chúng không có đánh mình được đâu. Nè Ready Fast Beer. Ủa thêm cái con này nữa. Ây da, ây da, nó lôi mình vô. Ghê chưa. Chỗ này hình như giống như khu vui chơi vậy đó. Lên lầu coi. Ủa đây là chỗ ban đầu nè. Nè nè nè, có con màu đỏ nữa. Ê cái gì á. Không được rồi, mình phải tranh thủ lúc game nó còn lag. Chạy ra khỏi đây thôi các bạn ơi. Không bao giờ trở lại đây nữa đâu. Đi về đi về. Kinh dị quá. À hồi nãy quên đi ta. À mấy cái con quái kia nó rơi ra cho mình những cái fabric. Và những cái mảnh đó có thể giúp mình làm ra cái gì, trứng triệu hồi hả? Quá tèo. Yêu. Ghê lắm. Wow, đây là những thực thể mình mới biết lần đầu luôn các bạn ạ. Và trong hơi bị ghê luôn á. Kiểu nó kinh dị sao á. Yêu. Ồ hên quá, qua đây đúng lúc trời còn sáng nữa chứ. Tuyệt vời tuyệt vời. Đi vô nhà đi vô nhà. Mặc dù may mắn trong việc tìm đồ các thứ nhưng mà lại không may mắn khi mà khám phá công trình các bạn ơi. Hên là chúng ta vẫn còn an toàn trở về ha. Giờ thì để coi coi mình được bao nhiêu mảnh vỡ cổ đại ta. 2 mảnh vỡ cổ đại và 7 vụn ha. Chắc là bây giờ mình sẽ để mảnh vỡ cổ đại vô đây cho nó nấu ra. Để nó thành 8 vụn đi. Cái mình sẽ bắt đầu chế tạo 2 cái phôi netherite. Yahoo. Quá đã luôn. Vàng thì trong này có sẵn nè. Bấm công thức luôn coi. Tám tàn. Được 2 phôi nha. Tuyệt vời. Và coi coi mình có nên nâng cái shaper của mình lên netherite luôn không các bạn. Mình sẽ tăng thêm nửa đam. Và rất là nhiều độ bền nha. Ôi và còn có cái lợi thế là không bị mất đồ khi mà rơi xuống dung nham nữa nè. Mình nghĩ đây là một khoản đầu tư cũng tương đối là ok đấy. Làm luôn đi cho nóng ha. Này mới có được chiến lợi phẩm mà. Rồi lấy thêm sắt ra nè. Cho vô đây. Sau đó mình sẽ làm ra cái bàn rèn trước. Nữa nó lại có cái thông tin gì nữa kìa. Có cái con gì nó đang săn lùng mình á. Nhưng mà mình chưa biết đó là con gì các bạn à. Mình có nên đối đầu với nó luôn không? Thôi được. Mình mới thoát cửa tử ở dưới địa ngục một lần rồi. Ra khô máu luôn các bạn. Màn đêm mình sẽ không đi ngủ nữa. Đối mặt với nó luôn. Con nào săn bước ra đây. Một mình ta chấp hết. À không à. Không nó giỡn nó giỡn. Nó giỡn anh bạn nóng tính dữ vậy. Hello. Hắn lại. Đã. Phải đánh vô mông người ta một cái gì mới chịu đó. Cái tên Hero Pride kỳ cục này. Là hắn săn mình đúng không? Hay tên nào săn mình? Mình thấy mấy cái con nhóc nhỏ nó ở ngoài thấy ghê quá các bạn ơi. Kìa. Ai? Cái gì mà xét đánh thẳng mặt vậy? Xui tới vậy hả? Trời đất. Có điểm thì chứ. Trời đất ơi. Cái con săn mình thì mình chưa thấy nó xuất hiện á. Ok. Coi như cơ bản cũng tạm an toàn nhưng mà khoan. Sao mà xét đánh vô tôi 2 cái liên tục vậy? Mà còn nghe tiếng nhạc gì nữa. Ủa tiếng sáo gì nữa các bạn ơi. Ê, mình mới thấy cái con Man đó, Man the Fox. Nó ở hướng bên kia đúng không? Mình có nhìn nhầm không ta? Ê, cái cung rồi. Mình bắn hạ con kia đi. Nó cứ hất hất mình lên hoài à. Ghét thiệt chứ. Ê, không săn là tôi đi vô nha. Tính ra nó không săn cũng tốt. Mình đi vô an toàn các bạn. Hên. Nó nói nó đi săn mình nhưng mà mình đứng ngoài cả buổi không sao các bạn ơi. Coi như là mình cũng còn phước lớn mạng lớn. Và như đã nói hồi nãy, các bạn có thông tin gì về những cái con quái vật ở trong cái tạm gọi là cái tiệm bánh đi ha, ở dưới địa ngục thì hãy cho mình biết ở dưới phòng bình luận nha, để mình mở mang thêm kiến thức á. À và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Fruit cũng như là Game Pass thì nhớ cái vào shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog cực kỳ kinh dị của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Bye bye.